bỏ đi. Thank you.
Xin nghe đại diện Hoàng Gia Gái cảm ơn ông Linh và tôi đến cùng con biển còn cũng cấm sến gì thôi nói chuyện nhạc mời hai cháu lên
của phía bên đó xuống rồi ở đây là không được nữa được. Bốn bên gia đình họ thì gia đình của họ nhà gái chúng tôi á ở đây á là anh cháu là nhập được có thể là gia đình này nên là chúng ta cũng đến đây tập trung để xây dựng cái tổng thể để giờ xin mời thầy cô chúng ta đốc đèn để ta học cái đốc đèn cho hơn người cùng đi. Rồi để lấy ảnh nha, nhắn cho anh. Rồi cái này là mấy trăm ấy? Trăm luôn cho tên Tình Nghĩa. Để lấy lại tao. Rồi. Rồi. À, anh sợ khỏi anh chào đó ngay ở nhà đó à, ok đây thì nhà gái chúng tôi sau cái lễ mà chơi game thì sẽ nhận cái cháu và làm lễ của gia đình chúng tôi là bên nhà dòng thập dương sẽ có một cái món quà để trao cho hai các cháu cũng như dòng ấp Hồ Nguyễn và bên mẹ có một món quà cho cháu. Đây tôi đặt cho cái bên tập đầu xin trao phần này cho các cháu. Cái này của gia tộc tập Dương tập Vinh và trao ấy. Xin mời gia tộc ngồi ăn tập mẹ. Với các bậc con niên trưởng thượng, các đại diện các cô các chú bác sang non tập gia đình nữ tập của chúng tôi. Thì vừa qua cũng có cái sự thống nhất là thôi cái chuyện mà trao quà để làm cái kỷ niệm cho các cháu đồng hành trong vòng đời là cũng có thống nhất đây nè. Ông nội á hôm nay vui mừng ở đây là có trao cái quà cho các cháu ở đây, còn mọi chúng tôi thì thôi cũng như thống nhất với năm trước đó là mình về một kia mình cho nó trọn vẹn hơn, với như là cái gì đó là cái chút quà cũng còn hơi bay đi cho nó trọn vẹn, cho nó có tam này có một kia để cho nó vui. Dạ, mà theo cái thông lệ của nó thì thường là nhà nữ thì đều tập trung về non để cho luôn, ví dụ như non đấy, cho nên cũng bố cấu cái non tập này dành cho nữ tập của chúng tôi thời gian thì chúng tôi có cái họ nào á có một quà ông nằm ở ban đầu tức là các cái khu chủ nhiệm đó chủ và để ta cho cùng nhau họ chỉ hết được quý vị bên nhà trai là có ban đầu là gần 90 tuổi rồi cũng ban đầu nhà già yếu không vào được thì ban đầu có gửi một món quà đâu cho hai cháu là xin mời là chú đông đông lên đâu và Thank you.
dường hai là bận công tác không đi được. Thôi cô hai đi, cô hai vô câu quà cho chắc. Dạ, chào đi. Đi
vô đây nghe ngõ đi ra là bỏ tôi cho đúng rồi. Thank you.
hồi nãy đi. Đây là hồi nãy đây mình đi. Thank you.
không em? Bà ngoại hả? Dạ. Chờ bà ngoại. Xin cả ông Cường mình cho một tràng vỗ tay bà ngoại. Ngồi. Ông buồn làm một nghe. Xin cho chị ha một tràng vỗ tay nha. Rồi chị để yên cái tay lên ra đó coi chị là giữ ảnh ha chị nhá. Để tay lên cổ á. Đó rồi. Rồi, xin chân thành cảm ơn ba mẹ cô giáo và chúng ta cho ba mẹ cô giáo.
không? Đó, con nằm con nằm đứng vô cầm cái tay của mày đi đi cái này người chồng có bóng là chuẩn bị đấy, trong cái lễ